Giá chung cư mới Hà Nội neo cao hơn 80 triệu m2 nhưng mua bán vẫn tăng mạnh, có dự án khớp hết các căn mở bán trong 48 giờ. Dù giá neo ở mức cao, lượng giao dịch chung cư vẫn tăng mạnh ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Nhiều dự án mới ra hàng và bán hết trong thời gian ngắn, cá biệt có những dự án khớp hết các căn mở bán mới trong 48 giờ hoặc bán hết bảng hàng chỉ trong 2 đến 3 tuần. Theo dữ liệu từ trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Housing, toàn thị trường Hà Nội có khoảng 83.000 giao dịch bất động sản nhà ở trong 9 tháng đầu năm 2024. Giao dịch sơ cấp gồm cao tầng và thấp tầng chiếm 27%, trong khi 73% còn lại là giao dịch thứ cấp, bao gồm thổ cư, chuyển nhượng trung cư và nhà thấp tầng. Kết thúc quý 3 năm 2024, thị trường căn hộ mở mới tại Hà Nội ghi nhận mức giá trung bình đạt gần 80,5 triệu đồng trên mét vuông, bao gồm vát và kinh phí bảo trì, tăng 7,6% so với quý trước. Mức giá căn hộ chuyển nhượng trung bình toàn Hà Nội đạt gần 55 triệu đồng trên mét vuông, đã bao gồm toàn bộ phí dịch vụ, thuê theo quy định của pháp luật, tăng 4% so với quý trước. Dù giá neo ở mức cao, lượng giao dịch trung cư vẫn tăng mạnh ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Giao dịch căn hộ sơ cấp 9 tháng đầu năm 2024 đạt 21.100 căn, tăng 205% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, giao dịch chuyển nhượng cao tầng khoảng 25.200 căn và 30% giao dịch tập trung chủ yếu tại hai đại đô thị lớn là Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City. Ông Trần Minh Tiến, giám đốc trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Housing nhìn nhận, với nhu cầu lớn và tốc độ tăng giá nhanh, bất động sản căn hộ đang được nhiều nhà đầu tư chọn là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền tích lũy. Tại Hà Nội, nguồn cung cả năm 2024 dự kiến đạt gần 30.000 căn, gần tương đương năm 2019. Thời kỳ trước Covid và cao hơn giai đoạn 2020 đến 2023, đặc biệt cao hơn so với dự báo trước đó là 22.000 đến 24.000 căn. Theo đó, căn hộ phân khúc cao cấp và hạng sang tiếp tục chiếm chủ yếu nguồn cung trong cuối năm 2024 và 2025. Lý giải về việc nguồn cung tăng hơn so với dự báo ông Trần Minh Tiến cho biết, trong nửa cuối năm 2024, thị trường căn hộ tốt hơn so với dự báo trước đó, mức độ hấp thụ nguồn cung sơ cấp lên tới 80 đến 90%. Nhiều dự án mới ra hàng và bán hết trong thời gian ngắn, cá biệt có những dự án khớp hết các căn mở bán mới trong 48 giờ hoặc bán hết bảng hàng chỉ trong 2 đến 3 tuần. Nhận thấy tín hiệu tốt của thị trường, các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính đang có trong tay những dự án pháp lý đầy đủ đã ra hàng sớm hơn so với dự kiến là 2025, 2026, cung cấp cho thị trường một lượng cung căn hộ tương đối dồi dào. Trong năm 2025, nguồn cung mở mới toàn thị trường dự kiến tương đương và cao hơn năm 2024, chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Trong khi đó, giao dịch thứ cấp cao tầng vẫn được ưa chuộng, dự báo khoảng 36.100 căn trong cả năm 2025, tăng 3% so với năm 2024. Số bán thứ cấp vẫn tập trung chủ yếu ở Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, thậm chí số bán tại hai đại đô thị này tăng cao hơn trung bình toàn thị trường do nhiều phân khu dự kiến sẽ được bàn giao vào năm sau.